hay thịt để xay nát, làm thức ăn cho gà. Bộ phim Mi Sinh hôm nay sẽ kể được dựng từ sự kiện có thật. Hôm nay, Win A và bạn trai ra ngoài đi chơi, chị gái gọi điện thoại tới, trách mắng cô không nói lời nào đã chạy ra ngoài đi chơi. Win A thấy chị phiền phức nên ngắt máy. Bọn họ đến một nông trại. Ông chủ nông trại nhìn thấy sắc đẹp là có ý đồ. Không nói lời nào liền cầm dây thép lên siết cổ bạn trai, sau đó vung sẻng xuống. Win A nhìn thấy bạn trai bị đánh ngã xuống đất, liền quay đầu chạy, lại bị chú chó hung dữ của ông chủ chặn lại. Ông chủ chậm chậm bước tới một cách bỡn cợt, cô hãy theo tôi đi, tôi có trợ cấp. Sau đó Win A đã bị đánh thuốc mê, bị ông chủ lôi vào trong kho. Khi cô tỉnh lại, đã bị nhốt trong một chiếc lồng, xung quanh ẩm thấp tối tăm. Ông chủ bước vào trong nhà kho, mang theo chú chó ác độc đó của ông ta. Win A sợ hãi cuộn tròn trong góc, không ngừng lắc đầu. Sau khi ông chủ dọa dẫm vài câu, đã để lại một hộp diêm rồi rời khỏi, sau đó ngọn đèn đã bị tắt. Win A thắp que diêm đầu tiên lên, tinh thần trở nên mơ hồ, nhìn theo hướng cổ chân trông thấy một chú chuột. Cô sợ hãi, lại thắp diêm lên, chú chuột đã biến mất. Cuối cùng tất cả diêm đã dùng hết, hộp diêm cũng bị đã bị đốt. Win A lại rơi vào bóng tối. Khi ánh đèn lại sáng lên, cảm giác chói mắt khiến Win A rất khó chịu. Ông chủ bước vào, trong tay xách một chút thức ăn, sau đó bảo Win A cởi quần áo. Sau khi trải qua một đêm dày vò, phòng tuyến tâm lý của Win A đã sụp đổ, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Ông chủ cầm súng nước lạnh đến thấu xương phun lên người Win A. Sau đó bảo cô thay bộ quần áo mình mang vào. Win A nghĩ tới mọi chuyện như ác mộng này, chỉ có thể bất lực rơi lệ. Sau khi ông chủ sửa soạn một hồi, đưa Win A tới một căn phòng khác, thắp ba que nến, bảo Win A thổi tắt. Win A làm theo, ông chủ bỗng vỗ tay cười lớn, tiếp đó lên tiếng hỏi, cô biết tại sao lại thắp ba que nến không? Bởi vì cô là người thứ ba rồi. Win A vô cùng sợ hãi. Ông chủ nói, cô không cần phải sợ hãi, chỉ cần cô nghe lời như chú chó kia thì sẽ không gặp chuyện gì. Sau đó ông chủ mở đèn neon trong phòng lên, cho băng cassette vào, cầm micro lên, dựng cổ áo lên, tiếp đó liền bắt đầu hát ông đây không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có tiền tiêu, lúc có tiền thì đi tới bar, còn không có tiền thì ngủ ở quán net, gặp được mỹ nữ thì không thể kiềm được, buộc phải mời cô ta đi uống trà sữa, thực ra tiền lương cũng chỉ 1.800, nghèo đến rất mùng tơi. Tiếng ho của Huynh A đã làm ông chủ mất hứng, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, ông ta tắt loa đi, cảm giác như mình bị chê cười. Win A vội vàng giải thích, nhưng ông chủ hoàn toàn không nghe, nắm tóc Win A lên, ghì Win A xuống giường, suýt nữa đã bóp chết Win A. Tiếp đó chính là sự giày vò thảm thiết và vô nhân đạo. Sau vài tiếng giày vò, ông chủ về lại phòng của mình, Win A thì chậm chậm đi xuống giường, tuyệt vọng gọi tên chị gái. Cùng lúc đó, chị gái đã đến cục cảnh sát để báo án, nói em gái mình đã mất liên lạc 48 tiếng. Cảnh sát già lại không nghĩ vậy, lấy lý do là không có chứng cứ mất tích, từ chối điều tra. Chỉ có cảnh sát trẻ đồng tình với chị gái, chỉ là anh ta không có tiếng nói gì, nên không thể giúp được, chỉ có thể để lại số điện thoại của mình. Gã này tôi nghĩ là mục đích không đơn thuần cho lắm. Bên ông chủ đã mở khóa cửa nhà kho ra, Win A bởi vì đã bị xối nước lạnh nên bị cảm. Nhưng ông chủ cầm thú này hoàn toàn không bận tâm đến những điều này, vẫn giày vò Win A. Win A không chịu nổi đã liều mạng phản kháng, trực tiếp cắn đứt ngón tay của ông chủ. Ông chủ đã phẫn nộ, ông ta trói Win A lên ghế, lấy kìm tìm ra, nhổ răng cửa của Win A, vứt xuống đất. Chị gái sau khi đã thăm dò nhiều nơi, đã tìm thấy vị trí cuối cùng em gái xuất hiện, cũng chính là nhà của ông chủ. Khoảnh khắc ông chủ nhìn thấy người chị gái, suy nghĩ xấu xa lại dâng lên. Khi ông ta nhìn thấy người mà người chị gái tìm chính là Win A, ánh mắt bắt đầu trở nên né tránh, qua loa vài câu rồi vội vàng rời đi. Chị gái cảm giác được điều bất thường, thấy ông chủ chắc chắn là biết gì đó. Chị gái lại đến cục cảnh sát già bất lực, cộng thêm sự cầu xin của cảnh sát trẻ tuổi, đành phải đi theo cô để xem xét. Bọn họ tới nhà ông chủ, đi vào nhà kho nhốt Win A, chị gái dẫm lên răng cửa của em gái và bước vào, vén chiếc lồng ra, đã không còn thấy hình bóng của Win A, thay vào đó là một con nai đã chết. Sau khi kiểm tra một hồi, mấy người không hề tìm thấy đầu mối có ích nào, chỉ có thể bất lực rời khỏi. Chỉ có chị gái cảm thấy, hình như đã bỏ lỡ cái gì đó. Còn Win A lúc này, đã bị ông chủ cho vào máy xay thịt đám chị gái vừa đi qua. Cũng chính là vừa rồi người chị chỉ còn cách em gái chưa đầy 10 mét. Tiếp đó, ông chủ ấn công tắc của máy xay thịt. Một thiếu nữ đang ở độ tuổi trẻ trung đã chết như vậy. Sau đó Win A bị ông chủ làm thành thức ăn rồi cho gà ăn. Chị gái không tìm được em gái cũng quyết định không tìm nữa, chỉ có thể cầu mong em gái chơi chán rồi thì tự quay lại. Vừa lái xe ra ngoài cửa, đột nhiên đâm phải một chiếc xe máy. Chị gái vội vàng xuống xe xem xét, người đâm phải lại là ông chủ. Rất hiển nhiên, ông chủ chuẩn bị ra tay với chị gái rồi. Ông ta nói là cũng không cần chị gái bồi thường tiền viện phí. Trước khi đi còn nói với người chị gái, nói mình đã nhặt được vòng cổ của Win A, đã để ở nhà. Người chị gái tưởng thật, liền đi theo ông chủ tới nhà ông ta. Như vậy, người chị gái cũng bị bắt, tứ chi bị trói lên giường. Lúc vùng vẫy, ông chủ mở cửa đi vào, lấy ra dây chuyền của Win A đưa cho cô xem và nói mọi chuyện với cô. Người chị nghe thấy em gái đã bị tên cầm thú trước mắt giết chết, phẫn nộ mắng lớn, nhưng bản thân lại bất lực vì bị trói. Muốn phản kháng, kết quả càng phản kháng, ông chủ lại càng hưng phấn. Người chị gái cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng. Ngày hôm sau, cảnh sát trẻ tuổi nhận được cuộc gọi khiếu nại, phát hiện một chiếc xe hơi không chủ. Đến hiện trường xem, chính là xe của người chị gái, lại biết được từ lời của người dân, người lái xe là một người đàn ông. Anh ta cảm nhận được sự bất thường.
Cùng lúc đó, ông chủ đang trêu đùa người chị gái, muốn dùng cách đối phó với Huynh A để làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý của người chị gái. Nhưng người chị gái hiển nhiên là kiên cường hơn Huynh A rất nhiều, bình tĩnh nhìn ông chủ: tôi nhất định sẽ giết chết ông. Ông chủ nghe xong, trở nên vô cùng hứng thú. Ông ta thích con mồi có dạ tính như vậy. Đúng lúc ông ta đi tới cửa, người chị gái đã thoát ra khỏi dây thừng, cầm một cây đinh lên, trực tiếp đâm vào lòng bàn tay của ông chủ. Ông chủ nắm tóc của người chị gái, hất văng cô tới góc tường, đâm qua lại chiếc đinh vài lần vào lòng bàn tay rồi mới rút ra, đá lên bụng người chị gái. Vẫn chưa hả giận, lại một cú đá nữa. Sau khi đá liên tục 3-4 cú, mới hậm hực rời khỏi. Sau khi bước ra khỏi cửa, phát hiện chó nhà mình đã bị giết. Gã béo hàng xóm hèn hạ bước ra nói với ông ta: mình đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện ông ta làm, muốn lấy chút tiền bịt miệng. Ông chủ nói: lần này nếu cho anh tiền, anh sẽ không ngừng tống tiền tôi. Chỉ cần anh giết chết người phụ nữ dưới tầng hầm, tôi mới cho anh tiền. Gã béo đồng ý, ông chủ liền đưa gã béo đi lấy công cụ. Tiếp đó liền bị ông chủ đánh lén từ phía sau, trực tiếp bị chém gục xuống. Cùng lúc đó, cảnh sát trẻ tuổi cũng tới nhà ông chủ và tìm đến nhà kho nhốt người chị gái, vội vàng chạy tới cởi trói cho cô. Ông chủ vừa giải quyết xong gã béo, cũng đã tới nhà kho. Cảnh sát trẻ tuổi hoảng loạn rút súng ra, lại bị ông chủ giải quyết chỉ bằng một nhát dìu. Tiếp đó, ông chủ chuẩn bị giết chết người chị gái để diệt khẩu. Người chị gái may mắn tránh được, chạy ra khỏi nhà kho. Ông chủ cầm dìu không ngừng đuổi theo phía sau. Sau khi thoát được khỏi ông chủ, người chị gái lại quay trở về nhà kho, nhặt súng của cảnh sát lên. Cô cầm súng ngắm ông chủ, ông chủ lại không sợ chút nào, trực tiếp xông lên, người chị gái trực tiếp nổ súng, bắn gục ông chủ xuống đất. Người chị gái hỏi ông chủ: ông đã chôn em gái tôi ở đâu rồi? Ông chủ đáp: nhìn thấy chiếc máy xay thịt ấy chưa? Em gái cô đã chết trong đó, sau khi xay nát thì đã được lấy đi cho gà ăn rồi. Người chị gái không dám tin tất cả những chuyện này. Ông chủ nói tiếp: được nghiền lúc còn sống sờ sờ đấy. Người chị gái quay đầu nhìn sang máy xay thịt, phát ra tiếng khóc đau lòng, phẫn nộ gào lên một tiếng, điên cuồng nổ súng lên người ông chủ. Sau chuyện đó, luật sư hỏi người chị gái: rõ ràng ông chủ đã chết rồi, sao cô lại còn cho ông ta vào trong máy xay thịt? Như vậy rất khó để biện hộ là phòng vệ chính đáng, ngoại trừ lúc người chị gái trần thuật, nói lúc đó tinh thần mình đang hoảng loạn. Người chị gái lại đáp: lúc tôi giết chết ông ta, có lẽ là tinh thần có chút không tỉnh táo, nhưng khi tôi nghiền nát ông ta, tôi vô cùng tỉnh táo. Nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ nghiền nát ông ta. Luật sư bất lực thở dài. Cuối phim, hai cô gái đến bờ biển, muốn đi nhờ thuyền của một ông già. Ông già đáp: hãy lên đi. Không cần nghĩ cũng biết, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là ác mộng như thế nào. Cho nên con gái ở bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Cuối cùng nhắc nhở lại mọi người, đây không chỉ là phim, mà còn là sự kiện có thật.